mua cái gì to dữ anh hả? Ngày mai có một cái tiệc nhỏ nhỏ mà giờ tôi không biết mua cái gì để đi biếu. Thiệt luôn á. Thì mua đại hoa lá cành chứ. Hoa lá cành đó hả? Tiệc thì mình nghe cái từ tiệc nó nghe nó hoành tráng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không phải là tiệc, nghĩa là trong nhà nó có một cái tiệc mà gọi là tiệc mừng thọ. Mừng thọ thì anh cũng lục mừng thọ thì anh đi cái trái nào mang biểu tượng là sống lâu đó, giống như là hoa vạn thọ nè. Đồ tôi cũng nghĩ vậy đó, y như ông đúng luôn rồi. Tôi nói là tính mua là một chậu ba bông vạn thọ mà tôi mua lại mà thọ ngày xưa của mình không biết không. Cái thọ nó rất là thơm chứ không như thọ bây giờ đâu. Tính mua một chậu đó nhưng mà đem vô thì cái thường tôi sực nhớ tới không, cái dàn thọ thường tao đem ngoài ra ngoài nghĩa trang tao để ngoài ngay cái mấy cái mộ á. Vậy hả? Đem với lại là tao hay cúng mà cắt ra cúng ngay nhũ cái bàn mà có cái tấm hình mà vuông vuông có người ngồi trên tấm hình đó. Em mình tưởng hoa bằng thọ là mình đi cho luôn, đi tặng cho mấy người già để ta sống như lâu như hoa bằng thọ. À cái tôi mới suy nghĩ cái vấn đề gọi là mình tặng hoa thì nó gọi là một cái hình thức thôi. Một là mình tặng tiền gọi là phong bì. Hai nữa mình tặng cái gì để ăn được. Cho tao tẩm bổ, không nói gì tặng cái bông hoa được cái gì đâu. Đúng rồi, mình phải tặng việc thật, người thật. Chính xác luôn. Hoa người ta ăn đâu. Để tôi sực nhớ tới cái bà cụ mà gọi là đang bừng thọ ngày mai á. Để bà sực nhớ bà ăn cái gì. Bà rụng răng hết rồi. Rụng răng thì kiếm gì mềm. Mua cháo qua miếu cụ. Bà 95, 98 tuổi rồi. Răng rụng hết rồi. Nhưng mà tôi nhớ cái ngày xưa của bà, cái thời mà túc bà mà còn cỡ thanh xuân à. Không, 60 tuổi á. À, 60 tuổi hả? Là cái thời mà răng còn nhiều quá. À. Bà thích ăn dưa lứ. À. Nhưng mà 80, 90, 18 tuổi thì bà ăn được không ta? Được, nó mềm mềm mà răng nhằn 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 từ từ. Không ăn được cái chuyện đó của bà, mình miễn sao mua sở thích của bà là được rồi. Đúng rồi. Đúng không? À, tôi chọn hai trái. Tôi nói là chị lựa tôi những cái trái nào mà gọi là ngọt nhất, ngon nhất. Đó, bà mới lựa tôi hai trái mà em yên tâm nếu mà em đem về em gọt đi. Em gọt ra mà nếu mà ăn này nọ mà nó không bị này nọ thì em cứ cầm ra chị đổi cho. Bà nói vậy đó. Đổi gì? Mang ra đổi. Mang cái hậu quả hai ngày sau ra đổi hả? Thì mình mới tôi mới sực nhớ, tôi mới mình, bà nói thì mình nói vậy thôi. Ừ vậy thôi. Nói cái miệng vậy thôi. Ừ chứ hỏi bây giờ vẫn dễ gì gọt ra chẻ miếng hết rồi ăn hết rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi hỏi ông một đại gia đình ăn rất là nhiều người ăn đúng không? Ừ. Người ăn lạc, người ăn ngọt đúng không? Chẳng lẽ người ta nói thôi đừng ăn nữa. Mất vui không? Ừ. Đổi cái gì thôi thì mình cứ theo quán tính là mình tin bả đi. Ừ. Ngọt hay không chuyện tính sao đó. Đồ thấy dưa lưới bây giờ cũng thịnh giống như dưa hấu vậy đó, dưa cũng thịnh có cái mắt luôn. Ừ. Tại vì nó thịnh á cho nên mọi người mua phải lựa. Em chia sẻ cho anh một cách để anh lựa dưa lưới rất là hay luôn. Không, cái dưa hấu thì biết rồi nhưng mà cái dưa lưới thì hầu như không ai biết đâu. Em chia sẻ cách rất là hay luôn. Sao được, hôm nay em chia sẻ cho chị em phụ nữ cách để mọi người lựa dưa lưới làm sao cho nó ngon. Tại bây giờ trái này cũng thịnh rồi. Ừ. Dưa lưới nó cũng có nhiều loại, trái nào cũng có nhiều loại đó, trái ngon mà trái dở, trái nhạt mà trái ngọt. Đó là dĩ nhiên rồi. Dưa lưới á, riêng dưa lưới thì mọi người nên chọn, mọi người không thể nào mà nhìn cái này được, mọi người nên chọn mới chọn gì không? Anh nhìn vào cái độ nứt của nó, trái nào độ nứt nó càng dày á thì trái đó ngon. À là cái răng của nó đúng không? Đúng rồi, em ví dụ đây hai trái mọi người thấy rõ. À. Trái này á, cái răng của nó cái đường nứt khô hạn á. Khô hạn là gì vậy? Và nứt khô hạn nè. Nứt khô hạn. À được. Khô hạn đây. À. Nè là nó thưa. À. Cái này nó dày nè. Mà đúng, cái này dày lắm. Đúng. Mọi người sẽ lựa những trái dày. À. Đầu tiên nhìn này dày trước. Thứ hai mọi người quay lên cái cuốn là cái độ nứt của nó sẽ đi lên tới đây luôn. Y cái này, cái độ nứt của nó sẽ đi sát cuốn luôn. Là hết cuốn. Đi hết cuốn luôn. À. Nè, cái này nó chưa đi hết cuốn. Chứng tỏ cái này ăn rất là nhạt nè. Nó cái này ăn rất là nhạt nè, cái này ăn rất là ngọt nè. Vậy là trái chín chứ không chín hả? Nó cũng vô nhau hết nhưng mà nó chưa tới tuổi á, giống như là một trái xanh ăn nó chát, giống như trái điều đi, một trái xanh ăn chát, một trái chín ăn nó ngọt. Còn cái non thì anh ăn nó chắc cầm. Đúng mà có đúng không trời? Đúng 100% uy tín luôn. Đây là cái mẹo lưỡi lưới rất là ok luôn. Đầu tiên á mọi người nhìn vào cái độ nứt của nó càng nứt nhiều á thì nó càng ngon, và cái độ nứt nó đi xuống dưới đây nè, sát cuốn luôn nè, nó càng ngon nữa. Là tới cái mi xanh của cuốn luôn. Đúng rồi. Còn những trái này đó nó rất là nhạt nè, độ nứt của nó thưa thớt nè và nó không có đi tới trong đây. À. Không thì anh cũng quay đây ông nhìn nè, hai cái đốt nó khác nhau nè, một thằng to thằng nhỏ, chứng tỏ đây là chưa đủ ngọt. Thử chứ mới biết. Thì anh cứ bước thử đi. Thử mới biết. Để chứng minh thực tế thì TikToker Khải Chùm Sò sẽ review cho mọi người.
review trung thực. Tôi cắt hai miếng hình theo tôi hay cắt. Đó, mấy chưa? Đó. À, cắt hình cánh bướm xinh đẹp á hả? Bướm đồ bướm ông mơ mộng bướm đẹp. Hình cánh bướm xinh đẹp gì nữa? Không. Rồi, một cái. Một cái bên này một cái đúng không? Đó, để một cái kinh nghiệm để chị em nội trợ đi mua dưa lưới thì mua lựa thế nào nó ngon thì mọi người mua. Chứ ai cũng thích ăn đồ ăn ngon đâu, ai muốn ăn dở làm gì. Mình đã bỏ tiền mình mua mà, không phải mình xin đâu. Mua thì phải mua đồ ngon. Ừ. Màu sắc vẫn hơi lệch tí xíu nha. Ừ. Hai cái màu sắc là ông thấy nó cũng hơi khác đúng không? Đúng rồi, nhìn thấy rõ. Đó, giờ tôi sẽ cắt ra. Tụi tính ra cái vỏ dày dữ trời. Ừ. Tính ra bỏ vỏ không chứ có gì đâu ăn ta. Ok. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cầm hai miếng là một trái rất nhiều và một trái ít rất. Đúng rồi. Cắn trái ít rất trước. Ừ. Nói chung theo tôi á, ủa sao nó nắng ta? Có thể anh cắt chưa sát. Như nó chưa sát lắm đúng không? Ừ. Rồi, ok, theo khẩu vị tôi biết rồi đó. Ừ. Tôi nói ông là 100% chính xác luôn. Ừ. Không lệch một cái xíu nào luôn. Ok. Thiệt. Cái này ông thấy ăn ngọt thanh đúng không? Cái này ông ăn thấy nó lạt, mà cảm giác như nó cũng hơi đắng hả? Hơi nhẵn tí. Ờ. Thì tính độ gọt tôi cũng ngang ngửa nhau mà. Đúng rồi. Đúng không? Ăn này hơi lạt nè. Nói chung là lạt. Nói chung là 70-100 luôn á. Ừ. Trên lệch nhau phải 30% á. Ok. Đồ. Đó đây là cái mèo giúp chị em ngồi chờ lựa mua lưới xanh nó ngon vậy thôi. Ok, mọi người cứ quan sát kỹ, cái này là trái ngon. Ừ. Cái này là trái không ngon. Ừ. Đó, chính xác luôn. Mọi người cứ quan sát vậy, mọi người cứ lựa đúng hình trái này là ok. Rồi, chúc chị em ngồi chờ có thêm một cái mèo nữa để mọi người đi chợ mua đồ. Em mà có gì sai ta? Sao sai? Ủa tôi mua tí biếu mà tự nhiên cái cắt vậy còn đó. Không có đâu, anh cắt kiểu, mai mốt tí anh cắt thêm hai băng nữa, anh cắt ra hình một con bướm luôn anh đi tặng luôn. Mình phải biến tấu ra không, chứ cái này là vợ tôi biểu đi mua về để mai đi tặng cho bà cụ đó không thằng. Cụ hỏi sao đây, cái kiểu nó như vậy đó cụ. Cái kiểu mới bây giờ nó phải là như vậy á. Kiểu gì mà kỳ vậy, trái nào làm như bà không biết, bà xưa bà ăn mà bà không biết nè. Cái kiểu bây giờ đời mới nó như vậy đó. À cái này gọi là mình nói hàng trang trí đi ha. Đúng rồi, hàng trang trí cho đẹp. Đồ, được không trời? Được. Ok, việc chưa? Thôi kệ. Ok, mọi người nhớ đăng ký bật chuông.